Sáng nay, đồng chí Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm việc với Ngân hàng Phát triển Châu Á về dự án xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số. Tại cuộc họp, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị và Ngân hàng Phát triển Châu Á đã thảo luận và thống nhất về cơ sở lý luận, kết quả, đầu ra, khung thiết kế và giám sát kế hoạch hành động giới của dự án, đề xuất công cụ và phương thức tài trợ, các chi phí liên quan, bàn thảo sổ tay quản lý dự án, các hành động để đảm bảo tính sẵn sàng của dự án, thời gian thực hiện và các quy định về chính sách an toàn của dự án. Theo Ngân hàng ADB, dự án xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số nhằm mục tiêu xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ đời sống và sản xuất của các khu vực có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, thường xuyên chịu tác động của biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp. Dự án sẽ nâng cấp cải tạo, xây dựng khoảng 71 km đường giao thông, xây dựng hệ thống nước sạch, cung cấp nước sạch cho khoảng 27.000 người, hỗ trợ cải thiện đời sống cho trên 9.000 phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số. Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Đức Tiến lưu ý, trong quá trình thảo luận các chính sách cụ thể, các đơn vị, các ngành cần thảo luận chi tiết, kỹ lưỡng với ADB để tránh những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, như các dự án đã thực hiện trước đây trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Đặc biệt là chú ý một số quy định về chính sách pháp luật của Việt Nam và các hiệp định của ADB để không xảy ra mâu thuẫn về chính sách. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho Sở Giao thông Vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các dự án công trình giao thông tỉnh và các địa phương liên quan hỗ trợ tối đa cho đoàn công tác và tham mưu giúp Ủy ban Nhân dân tỉnh các công việc liên quan để dự án triển khai đảm bảo tiến độ, phần đầu trong quý 1 năm 2022 hoàn thành các thủ tục để ký hiệp định dự án.